trong trái ngoài cùng, trong trái ngoài cùng, đây là âm, trong đây là dương, đây là âm, đúng chưa? Đây, cái hiệu này là sao nghe, sao sẽ tương đương, đang còn là gì, lớn hơn hoặc bằng, đúng không? Lớn hơn bằng m sẽ thuộc trừ 1 trừ căn 17 phần 2, đúng chưa? Đến trừ 1 cộng căn 17 phần 2, được chưa? Cái đây mới sao tương đương thôi nhé. Và mình còn phải lấy thêm m mấy nữa, m bằng trừ 1 nữa. Được chưa? Ở đây chỉ mới là, ở đây có trừ 1 chưa? Thầy bấm máy, cái thằng này nó sẽ ra là trừ 2,56 này. Còn thằng này ra là, thằng này sẽ ra là 1,56. Như vậy, cái đoạn này để chứa trừ 1 nha. Cái đoạn này để chứa trừ 1 rồi. Về kết luận cuối cùng thôi. Vậy, M sẽ thuộc, viết lại thôi, trừ 1 trừ căn 17 chia 2 đến trừ 1 cộng căn 17 chia. Ok chưa? Rồi, bài cuối cùng sẽ là bài 56. Giải các hệ bắc phương trình sau. Đầu tiên là 2x bình, rồi cộng 9x cộng 7 lớn hơn 0, rồi x bình cộng x trừ 6 nhỏ hơn, nhỏ hơn 0. Như vậy chúng ta còn phải hai cái bảng xét dấu nha, còn phải hai bảng xét dấu, đúng không? Bảng xét dấu thì làm tắt cái công đoạn luôn nha, cái hệ thì nó dài hơn thì làm tắt công đoạn luôn. Xét dấu cho cái thằng đầu tiên x nè, đây là 2x bình cộng 9x cộng 7. Ông bấm máy, ông bỏ lên đây luôn. Hai, chín, bảy. Nghiệm là trừ 1 và trừ 7 phần 2. Trừ 7 phần 2, trừ 1, đó là 0, đó là 0. Trong trái, ngoài cùng. Được chưa? Rồi, tới bảng xét dấu thứ hai. Bạn xin dấu thứ hai, đây là x nè, đây là x bình cộng x trừ trừ 6, âm vô cùng rồi dương vô cùng. 1 bằng trừ 6, 2 trừ 3, trừ 3 và 2 á, 0, trong trái là trừ nè, à xin lỗi, trong trái ngoài cùng, đúng chưa? Trong trái ngoài ngoài cùng luôn. Ok chưa? Bạn sẽ dấu ok chưa? Rồi hệ 1 nhé, 1 sẽ tương đương. X sẽ thuộc. Rồi x thuộc gì đây? Ở trên là lớn không? Lớn không thì mình chỉ lấy dấu dương thôi. Âm vô cùng trừ 7 phần 2 hợp với gì? Trừ 1 dương vô cùng. Được chưa? Ở dưới nó sẽ lấy bé hơn, bén không nha. Ở trên là lớn không, ở dưới là bén không nè. Bén không thì sẽ lấy trừ 3 đến 2. Trừ 3 đến 2. Rồi chúng ta cần phải làm gọn lại nha. Rồi vỉ ra, vỉ cho thằng đầu tiên trước nha, vỉ thằng đầu tiên trước, nó là trừ 7 phần 2 nè, với lại là trừ 1 nè, được không? Trừ 7 phần 2 trừ 1 đó, âm vô cùng trừ 7 phần 2 trừ 1 như vô cùng, bỏ phần giữa, được chưa? Tiếp theo vẽ thằng thứ hai nè,
trừ 3 đến 2. Trừ 3 thì nằm ở đâu đây? Trừ 3. Trừ 7 phần 2 là trừ 3 phần 5 nhé. Đến 2. Được không? Đây. Bỏ cái phần đây. Đúng chưa? Bỏ. Rồi về thì mình chỉ lấy phần phần trắng thôi đúng không? Về thì lấy phần trắng thôi. Như vậy thì sẽ tương đương với là x sẽ thuộc gì? Trừ 1 đến 2. Rồi xong nha. Đưa những cái vỉ này bạn học ở đầu năm lớp. Đầu năm lớp, lớp 10 rồi. Rồi thì đến câu B. Câu B thì nội dung tương tự. 4x bình trừ 5x trừ 6 nhỏ bằng 0 trừ 4x bình cộng 12x trừ 5 nhỏ 0. Đây chính là hệ số 2. Đúng chưa? Hệ số 2. Rồi đốt cháy công đoạn luôn nha. Đây là bạn xét dấu nè. X 4x bình trừ 5x rồi trừ 6. À, bấm nghiệm ra. Bốn trừ năm trừ sáu hai và trừ ba phần tư hai không không trong trái ngoài cùng. Được chưa? Hai cái box khác nhau thì phải vẽ hai cái bảng khác nhau nha. Nha, hai cái box khác nhau thì phải vẽ khác nhau. Rồi tiếp theo x sẽ dấu cho thằng còn lại là trừ 4 x bình nè cộng 12x trừ 5 nè âm vô cùng rồi dương vô cùng rồi trên đây thiếu rồi âm vô cùng rồi dương vô cùng rồi bấm nghiệm thử ra trừ 4 12 trừ 5 5 phần 2 1 phần 2 1 phần 2 5 phần 2 không không trong trái là cộng ngoài cùng là trừ. Rồi mấy cái bước này thì ai cũng biết làm đúng không? Tới giai đoạn nguy hiểm nè. Hai sẽ tương đương x thuộc ở trên là bé hơn hoặc bằng không, bé cũng lấy bằng cũng lấy trừ 3 phần tư đến 2. Ở dưới là chỉ lấy bé không thôi, bé không là âm vô cùng đến 1 phần 2 hợp với 5 phần 2 đến dương vô cùng. Đúng không? Chỉ lấy bé ăn không thôi. Nghe. Rồi bây giờ bắt đầu là vẽ ra để tương đương nè. Phải tương đương nè. Rồi vẽ ra nha. Vẽ một trục ra. Rồi cái nào rối thì vẽ trước. Vẽ cái dưới trước đây nghe. 1 phần 2, 5 phần 2 nè. 1 phần 2 rồi 5 phần 1 phần 2 5 phần 2 âm vô cùng 1 phần 2 5 phần 2 đến dương vô cùng bỏ phần giữa này đi. Đúng chưa? Rồi ok, tiếp theo là tới vẽ cái ở trên trừ 3 phần 4 đến 2 trừ 3 phần 4 nằm ở đây đến 2 nằm ở chỗ này. Đây, lấy từ trừ 3 phần 4 đến 2 phần còn lại thì sẽ bỏ đi. Đúng chưa? Và thì mình chỉ lấy phần trắng thôi. Phần trắng sẽ là gì? X sẽ thuộc trừ 3 phần 4 đến 1 phần 1 phần 2, 1 phần 2 không lấy. Ổn chưa? Ổn nghe. Rồi câu B xong. Còn hai câu nữa thôi. Hai câu là sang phần luyện tập. Câu C. Trừ 2 x bình trừ 5 x rồi cộng 4 nhỏ bằng 0. Rồi trừ x bình trừ 3 x cộng 10 lớn bằng 0. Đây là hệ số 3.
Rồi còn phải vì bạn sẽ dấu này x nè, đầu tiên là trừ 2 x bình, chứ rồi thầy để x chỗ quá, trừ 2 x bình rồi gì nữa, trừ 5 x rồi còn cộng 4, âm vô cùng dương vô cùng, bấm nghiệm ra nhé, trừ 2 trừ 5 4 rồi nghiệm không được đẹp lắm, đó chính là trừ 5 trừ căn 57 chia 4, trừ 5 trừ căn 57 chia 4, với nghiệm thứ hai sẽ là trừ 5 cộng căn 57 chia 4 là không, không trong trái ngoài cùng, đúng không, trong trái ngoài cùng, trong sẽ mang dấu cộng nè, ngoài cùng là trừ nè, rồi vì bạn sẽ dấu thứ hai, ít có kinh nghiệm hơn tí chưa, dài dài ra để dễ viết, trừ ít bình trừ 3x cộng cộng 10 được không, âm vô cùng dương vô cùng trừ 1 trừ 3 10 2 và trừ 5 là nghĩa mà đẹp hơn, trong trái ngoài cùng. À, tới phiên nguy hiểm là 3 sẽ tương đương nè, chưa nguy hiểm, m sẽ thuộc, xin lỗi, x sẽ thuộc. Rồi ở phía trên là lấy bé hơn hoặc bằng nhé, bé hơn hoặc bằng âm vô cùng đến trừ 5 trừ căn 57 chia 4, để cho bằng cũng lấy luôn, hợp với trừ 5 cộng căn 57 chia 4 đến dương vô cùng, đúng chưa. Ở dưới thì lấy lớn hơn hoặc bằng trừ 5 đến 2. Rồi vấn đề là tương đương x thuộc cái gì, điều này mới quan trọng, bạn cần phải vẽ ra. Rồi cái nào rối thầy sẽ vẽ trước nhé, thầy vẽ trên trước. Có lúc thầy sẽ vẽ trên trước, có lúc thầy sẽ vẽ dưới trước, cứ cái nào rối mình vẽ trước nha. Trừ 5 đây, tại đi trừ 5 trừ căn 57 chia 4 với lại là trừ 5 cộng căn 57 chia 4, âm vô cùng à. Rồi thấy chưa, bỏ phần này đi, đúng không, tiếp theo thầy sẽ điền cái gì, điền số trừ 5 với số 2, vấn đề là biết trừ 5 nằm ở đâu và 2 nằm ở đâu nha. Rồi thầy cần phải bấm phần này đã, trừ 5 này trừ căn 57 này chia cho 4 này, sắp xỉ trừ 3,13, còn trừ 5 mà cộng thì là sắp xỉ 0,63. Như vậy số trừ 5 sẽ nằm bên này và số 2 sẽ nằm bên này, đúng chưa, lấy từ trừ 5 đến 2 bỏ đó, như vậy chúng ta sẽ tương đương với là gì, x sẽ thuộc trừ 5 đến trừ 5 trừ căn 57 chia 4 hợp với gì đây, thấy được không, trừ 5 cộng căn 57 chia 4 đến số. Rồi ok chưa, khó khăn nhất vẫn là bước giao hợp nghiệm, đúng không. Rồi như vậy còn câu cuối cùng là 56D nha, 56D.
Rồi 56 câu D, đề như sau. 2x bình cộng x trừ 6 lớn hơn 0. Rồi 3x bình trừ 10 x cộng 3 lớn 0. Rồi, bạn xét dấu như thường. X nè, viết lại nha. Viết lại là 2x bình nè cộng x trừ 6 nè. Âm vô cùng rồi dương vô, dương vô cùng. Bấm nghiệm. 2, 1 trừ 6 3 phần 2 trừ 2 trừ 2, 3 phần 2 0, 0, trong trái ngoài cùng. Được chưa? Rồi thứ hai, x nè, 3x bình trừ 10x cộng 3. 3x bình trừ 10x cộng 3 là bấm nghiệm giúp thầy luôn. 3 trừ 10 3, nghiệm là 3 và 1 phần 3, 1 phần 3 đến số 3, trong trái là trong là số trừ cộng. Được chưa? Và cái hệ số 4, ghi chữ La Mã luôn, hệ 4. Bốn sẽ tương đương với x thuộc, x thuộc ở trên đấy lớn nhé, ở trên đấy lớn, lớn là âm vô cùng đến trừ 2 lớn không á, hợp với 3 phần 2 đến dương vô, dương vô cùng. Ở dưới cũng lấy lớn luôn, âm vô cùng đến 1 phần 3 hợp với gì, 3 đến dương vô, dương vô cùng. Cái này hai cái đều rối như nhau đúng không, trừ một dòng để ghi đáp án nè, ít thuộc. Rồi giờ vỉ ra nhá, vỉ ra. Đây, trừ 2 chỗ này đi. Rồi 3 phần 2 chỗ này, âm vô cùng. Đây, bỏ phần này. Đúng chưa? Đúng chưa? Tiếp theo là gì? Tiếp theo là 1 phần 3. 1 phần 3 nằm chỗ này, 3 nằm chỗ này, đúng không? Âm vô cùng đến 1 phần 3 này, 3 đến dương vô cùng nè, bỏ phần này đi. Đúng chưa? Nhưng mà chúng ta lấy phần trắng thôi, là ít thuộc gì? Âm vô cùng 1 phần 3 hợp với 3 đến dương vô cùng. Ok không? Như vậy bài giảng của thầy đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong bài luyện tập trang 140, 146. Rất vui khi được cùng làm việc với các bạn.